Cuốn Giới hạn cho chính bạn là một tác phẩm thành công bởi nó đã giúp rất nhiều người tạo ra được ranh giới trong cuộc sống của chính họ để có được một cuộc sống của chính mình. Điều mà cuốn sách muốn truyền tải tới độc giả có lẽ là cách mà bạn nói có và nói không với những tình huống xảy ra trong đời sống thường nhật. Nếu bạn đọc từ đầu tới cuối cuốn sách và làm theo những lời khuyên mà tác giả đưa ra, thì mình chắc chắn rằng bạn sẽ có thể nắm quyền kiểm soát cuộc đời của chính bạn mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Cuốn sách gồm 16 chương và được chia thành 3 phần lớn. Phần 1. Ranh giới là gì? Trong phần này, tác giả đưa ra những tình huống cụ thể và chân thực vô cùng trong cuộc sống để bạn hiểu được hai chữ ranh giới và những hiểu nhầm khi bạn nghĩ tới ranh giới. Phần 2. Các mâu thuẫn về ranh giới. Cho dù bạn đã hiểu rằng ranh giới là gì và tại sao chúng ta cần có những ranh giới trong cuộc sống, song bạn lại chẳng thể nào từ hiểu chuyển sang thực hành và áp dụng ngay tức khắc được. Có rất nhiều rào cản giữa việc hiểu và thực hành. Bởi vậy, trong phần này, cuốn sách sẽ chỉ ra tại sao bạn cần phải đặt ranh giới và cách bạn làm thế nào để đặt ra những ranh giới giữa bản thân mình và gia đình, bạn bè, người thân xung quanh. Phần 3. Phát triển ranh giới lành mạnh. Đây là khi bạn đã thành công bước đầu tiên trong việc hình thành các ranh giới với những người xung quanh, để họ biết rằng bạn cũng cần có cuộc sống của chính bạn, chỉ bạn mà thôi. Lúc này, khi đã xây dựng được những hàng rào cho chính mình, điều bạn cần làm là bảo vệ chúng và duy trì một cuộc sống trọn vẹn. Đây là cuốn sách mình ấn tượng ngay từ nhan đề của sách. Tại sao ư? Bởi vì trong cuộc sống ai chẳng có những giới hạn mà bản thân tự đặt ra cho chính mình chứ. Ai chẳng có một lần không dám làm, không dám đứng lên chỉ vì cái ranh giới cho chính mình ấy. Đấy là điều khiến mình cầm cuốn sách lên và đọc. Nhưng mà Henry Cloud và John Townsend đã làm mình ngạc nhiên khi mở trang sách đầu tiên. Giới hạn mà hai người nói đến không chỉ đơn giản là giới hạn mà mình đặt ra cho bản thân, mà nó còn là giới hạn bản thân mình đặt ra với những người xung quanh, cha mẹ, anh chị em, bạn bè và người mình yêu nữa. Ranh giới. Mình là một người rất hay vì cả nể người khác mà giúp đỡ người đó những chuyện mà mình không thích. Mình cũng rất hay vì làm vừa lòng người khác mà phải cắn răng bỏ mất chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của bản thân. Ví dụ như đôi lúc chỉ vì không muốn cắt ngang câu chuyện của một ai đó mà mình tốn rất nhiều thời gian chịu đựng sự tẻ ngắt của cuộc nói chuyện mà mình thực sự chán ghét. Và mình tin là cũng có rất nhiều người giống như mình đều ghét cảm giác không làm người đối diện thoải mái. Nếu bạn cảm thấy giống mình thì đây thực sự là cuốn sách mà bạn nên đọc đấy. Mở đầu cuốn sách là một câu chuyện về một người phụ nữ có vẻ dưới con mắt người khác rất thành đạt và hạnh phúc. Nhưng thực tế cô ấy, Sherry, vì để người khác vượt qua những ranh giới của mình, nên cuộc sống ngày một trở nên tồi tệ khi chính giá trị của Sherry ngày một giảm sút trong mắt người khác. Đặc biệt là trong mắt chồng, con cái và bạn thân của cô. Bởi thế mỗi ngày đối với Sherry là một cực hình. Bởi từ lúc tỉnh dậy cho đến lúc kết thúc một ngày, thì những người xung quanh cô dường như chẳng hề quan tâm hay trân trọng cô một chút nào. Câu chuyện sẽ khiến bạn thực sự phải nghĩ lại xem rằng ranh giới giữa bản thân mình với những người xung quanh có vai trò ra sao. Mất đi khả năng nói không với cái xấu đã trở thành tự nhiên với nhiều người. Nó không chỉ ngăn chúng ta từ chối những điều xấu trong cuộc sống, mà nó cũng ngăn chúng ta nhận định được điều xấu. Rất nhiều người thuộc dạng phục tùng này nhận ra khi đã quá muộn rằng họ đang ở trong một mối quan hệ nguy hiểm hoặc bị lạm dụng. Radar tinh thần và cảm xúc của họ bị tổn thương, họ không có khả năng gìn giữ trái tim mình. Tác giả cũng chỉ ra rằng loại vấn đề về ranh giới khiến người ta thường có xu hướng rơi vào trạng thái tê liệt. Mỗi khi họ cần phải nói không để bảo vệ chính bản thân mình, thì từ không luôn nghẹn lại nơi cổ họng. Tại sao ư? Điều đó xảy ra bởi một vài lý do mà hai nhà tâm lý học đã đề cập đến như sau. Sợ làm người khác bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi hoặc chia ly, mong muốn được hoàn toàn phụ thuộc vào một người khác, sợ cơn tức giận của người khác, sợ bị trừng phạt, sợ bị xấu hổ, sợ bị nhìn nhận là người xấu hoặc ích kỷ, sợ đánh mất sự cao thượng, sợ phải đối diện với một lương tâm quá khắt khe và phê phán. Những nỗi sợ này thực ra vẫn giống như một cảm giác tội lỗi. Những người có lương tâm khắt khe và phê phán sẽ tự dằn vặt mình và dần dà làm họ càng siết chặt thêm các ranh giới của bản thân. Mâu thuẫn ranh giới. Bạn có thể phải đương đầu với rất nhiều mâu thuẫn ranh giới trong cuộc sống.
có những điều tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất, theo sự phân tích từ khía cạnh tâm lý học thì lại là một mâu thuẫn ranh giới trong nội tâm của chính chúng ta. Mâu thuẫn này đến từ rất nhiều phía, có thể là trong ranh giới mà bạn muốn đặt ra giữa bố mẹ, gia đình, bạn bè và người yêu. Đối với một số người thì còn có thể là mâu thuẫn ranh giới đến từ những đứa con của chính họ. Song cho dù mâu thuẫn đến từ đâu và đến từ ai đi chăng nữa, thì bạn cũng cần phải hiểu được rằng bản thân mình cần tự đặt ra các giới hạn cho các mối quan hệ nếu bạn muốn đạt được một cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta là những kẻ có giới hạn và chúng ta hãy cho đi tùy theo quyết định của lòng mình. Trong khi ý thức rõ ràng rằng khi nào thì việc cho đi ấy vượt quá mức tình yêu hay mức oán giận của mình. Vấn đề nảy sinh khi chúng ta đổ lỗi cho người khác về sự thiếu ranh giới của bản thân chúng ta. Thông thường người vợ hoặc chồng sẽ làm nhiều hơn những gì họ thực sự muốn và sau đó oán giận người kia vì đã không ngăn họ cho đi quá nhiều. Cuốn sách Giới hạn cho chính bạn chỉ ra rất nhiều cách mà mình có thể thay đổi được trong việc đặt ra ranh giới giữa mình và những người xung quanh. Và mình tin rằng các bạn cũng sẽ học hỏi được rất nhiều qua kinh nghiệm của hai vị tiến sĩ tâm lý học Henry Cloud và John Townsend. Phát triển ranh giới lành mạnh. Trong phần này, hai tác giả tập trung phân tích những tình huống thực tế. Khi những người gặp khó khăn với vấn đề thiết lập ranh giới trong các mối quan hệ, cần đến sự giúp đỡ từ bác sĩ và các nhóm hỗ trợ. Khi đọc về những tình huống ấy, bạn sẽ hiểu một điều rằng để thiết lập được những ranh giới có thể đưa cuộc sống của bạn trở nên viên mãn, thì bạn cần trải qua một quá trình chống đối đến từ những người xung quanh, đặc biệt là từ những người thân cận với bạn nhất, như gia đình, người yêu và con cái. Giai đoạn đó có thể vất vả vô cùng, nhưng những gì Henry và John viết trong cuốn sách sẽ phần nào giúp bạn có được động lực để vượt qua và đạt được những gì mà bạn nhắm tới. Kết luận: trong cuốn sách Giới hạn cho chính bạn, bạn sẽ học được rằng khi nào nên nói có và khi nào nên nói không để kiểm soát được cuộc sống của chính mình, để có thể đạt được một cuộc sống thật hạnh phúc và viên mãn. Cuốn sách giống như một nhà tâm lý học đang nói chuyện và tư vấn cho bạn về các mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Bởi vậy, nếu bạn đang gặp khó khăn trong các mối quan hệ và các vết lằn ranh giới, thì Giới hạn cho chính bạn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn đấy.